À, chào các anh em đang xem miền Tây Sola. Nay là tối ngày ngày thứ hai anh em, ngày 7 tháng 11 2022. Tiếp tục lại gói hàng gửi cho anh em nhé. Mình bữa nay cũng hân hạnh đi được mớ đơn một cái gương cầu lồi 300W, một đống đèn UFO 500W của hãng Zindian ha. 7 cái UFO của hãng Zindian. Một con Saco đó. Gửi tới cho các anh em gần xa. Thì ở đây là một cái gương cầu lồi 300W. Gửi cho anh Nhớ. Anh Nhớ ở số 281 tổ 9 ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang. Ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang. Thì anh Nhớ mới lần đầu mua hàng thôi. Ảnh mua hàng thì khá là nhanh gọn luôn mọi người. Đó, thì ảnh nhắn cho mình ảnh cần lấy cái đèn này. Ảnh cũng đã coi video chắc cũng kỹ rồi. Thì JD gương cầu lồi 300W 73000 ha, giá 1.450.000, phí vận chuyển 50 nữa thì chắc đâu đó là 1.500.000 mọi người. Đấy, bắt quạt lên, quạt lên mũi cắn quá nè, làm ban đêm thì mát mẻ nhưng mà được cái là mũi cắn, còn ban ngày là mình làm không kịp mọi người, ban ngày phải đi dạy rồi đi, nói chung là làm mình làm nhiều thứ lắm anh em, đủ thứ chuyện cho nên là ban ngày không có kịp thì phải gói ban đêm thôi. Ban đêm nay có mình gói nữa, không có công cụ hỗ trợ nào hết, cũng hơi hơi mất thời gian xíu. Thì gương cầu lồi 300W này tấm pin dài miên man luôn nha mọi người, tấm pin rất là dài. Đó, tấm pin này là 45W nhưng mà cái mạc cái đóng vậy thôi chứ mình nghĩ nó 50W hoặc 55W nha anh em. Tấm pin dài dài miên man luôn nha. Đó, anh em thấy tấm pin không, rất là dài, còn cụ thể nó dài nhiêu thì thôi giờ đo luôn, đo cho mọi người luôn nha. Nhiều anh em cũng cần phải đo, biết đo cho nên nó cho nó chính xác. Chiều dài của tấm pin nó là tới 7 tấc 7 lần nha anh em, 7 tấc 7 lần. Chiều ngang thì chắc là 3 tấc rưỡi ha, 3 tấc rưỡi, 3 tấc 6. Chiều ngang 3 tấc 6, chiều dài 7 tấc 7. Còn cái đèn này thì cái chiều dài của nó, chiều dài của đèn là 3 tấc 85. Chiều ngang của đèn là 3 tấc 4 nha, 3 tấc 4. Cấu hình thì tấm pin đó hồi nãy là 45W. Bộ pin lưu trữ này là 42A. Và nó có đây là 240 con SMD 3030 cao áp nha nè. Con 3030 cao áp. Đèn này thì chuẩn loại 1 của Zindian, bảo hành 2 năm. Thân bằng nhôm ha. Đây thân bằng nhôm. Có đúc nổi chữ JD, đi JD đúc nổi không? Đấy, được sơn tĩnh điện màu đen ha. Màu đen tuyền luôn nha. Đấy, anh em thấy không? Đấy, hàng thì chuẩn chỉ, ngoài trước là một tấm BK rất là xịn sò. Mỗi một con LED được trang bị một gương cầu lồi để cho nó khuếch tán ánh sáng, cho nó chống rung ánh sáng để phù hợp cho mọi người treo trong nhà. Đặc biệt đèn này á, nó đã sạc rồi nè mọi người, sạc rồi ha. Có 5 led báo sạc nè, có đèn ngủ nè anh em. Đây, đây là cái đèn ngủ. Đó, mọi người treo trong nhà có thể dùng cái này làm đèn ngủ, bắt on. Đấy, bấm cái thứ nhất là cháy đèn ngủ, bấm cái thứ hai là mới cháy 240 con led kia. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút ra và review về ánh sáng của đèn cho mọi người có thể tham khảo ha. Đèn này thì khỏi chê rồi. Đó, gương cầu lồi thì mình chỉ còn bán gương cầu lồi 300W này thôi. Tại vì anh em mua gương cầu lồi 300W rất là nhiều. 200W với 120W anh em mua chậm cho nên mình ngưng không bán nữa. Mình bán gương cầu lồi 300W nha. Đây anh em thấy không? Đó, đèn này thì rất là sáng ha. Và ánh sáng này là ánh sáng đẹp, chúng ta có thể treo trong nhà. Đó. Treo trong nhà để chúng ta sinh hoạt vào ban đêm. Cái đèn này đem ra cột điện treo uổng lắm nha mọi người, tại vì nó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp, đem ra cột điện treo rất là uổng ha. Cái này là chủ yếu treo trong nhà, ánh sáng đẹp. Đó, sáng, con em mình có thể ngồi viết chữ ok nha mọi người, thấy không? Đấy, treo trong nhà nha anh em. Đó. Đó, thì cầu lồi 300W thì mình nói sơ anh em cũng hiểu, lý do là tại vì ở trên kênh mình bán cái này nhiều lắm. Mình bán rất là nhiều và vì mình bán nhiều cho nên anh em hầu như là gần như là thuộc cái đèn này luôn ha. Đó, ánh sáng của đèn. Đấy. Thì con 3030 này á, nó thứ nhất là nó ăn điện nhiều. Thứ hai nó rất là sáng. Thứ ba nữa là giá thị trường của nó mắc tiền. Con LED này là con LED mắc tiền, cao áp ha. Rất là sáng, chỉ có 240 con nhưng rất là sáng. Đó, gương cầu lồi này nhìn rất thẩm mỹ ha, chống rung ánh sáng rất ok.
Đấy, thì gương cầu lồi 300W này cùng với JD 300W 8300L là những cái mặt hàng mà không chê vào đâu được nha mọi người. Chưa có ai mua mấy cái này về mà chê hết trơn. Đó, anh em đam mê thì cứ liên hệ mình nha. Phí vận chuyển tới nhà luôn thì chắc 1,5 triệu chẳng mọi người. Thôi mình xin chào anh em nhé. Đam mê hãy liên hệ mình 076 687 4311. Chào anh em. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha.